để con giúp mẹ một tay ạ. Thôi cứ để mẹ làm, con mới đi học về mệt thì nghỉ ngơi một chút rồi chuẩn bị ăn cơm. Chiều còn đi học thêm sớm. Con không đi học thêm nữa đâu, con phải học hành đến nơi đến chốn, đừng để mẹ nói nhiều. Kết quả học tập trên lớp của con luôn ở top 5 mà. Con chỉ muốn giảm tiền học thêm để mẹ đỡ vất vả, thức khuya dậy sớm thôi. Mẹ cũng ăn uống thất thường nữa. Ừ, biết thế. Nhưng con phải cố học hành, kiếm cái nghề đàng hoàng, đừng như mẹ. Mẹ ho cả tháng nay rồi, đi khám đi mẹ. Ừ, mẹ biết rồi. Kết quả xét nghiệm cho thấy chị bị viêm phế quản nặng, cần phải nhập viện điều trị. Bác sĩ có thể kê đơn cho tôi về nhà uống thuốc có được không? Tôi còn đứa con đang tuổi đi học ở nhà, không ai lo cho cả. Điều đó do chị quyết định thôi, nhưng tôi vẫn muốn khuyên chị nên nhập viện để điều trị dứt điểm. Nói thật, ở tuổi 47, các biểu hiện suy giảm sức khỏe như tức ngực, đau lưng, đau đầu kéo dài mà chị đang mắc phải thì tôi thấy hơi lo ngại. Chị nên làm các xét nghiệm chuyên sâu hơn. Chị đã bao giờ đi khám tầm soát ung thư chưa? Tôi... chưa. Nhưng sao... sao lại ung thư? Tôi có biểu hiện của bệnh ung thư sao? Chị cứ bình tĩnh. Tôi chưa kết luận chị bị ung thư gì cả, mà chỉ muốn khuyên chị nên khám tầm soát. Bởi vì phụ nữ ngoài 40 tuổi có khá nhiều nguy cơ mắc ung thư vú, ung thư cổ tử cung, ung thư đại trực tràng. Nếu phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm thì khả năng điều trị sẽ thành công cao hơn. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Chào bác sĩ, tôi là Nguyễn Thị Linh đây ạ. Chào chị, chị có kết quả khám sàng lọc rồi đây. Chị Linh bình tĩnh nghe tôi nói nhé. Vâng, chị có một số biểu hiện bất thường, cần phải nhập viện để làm thêm xét nghiệm chụp chiếu. Nhưng tôi rất tiếc phải nói rằng có đến 90% là chị đã mắc ung thư vú. Ôi trời ơi. Vài tuần sau, con thấy mẹ vẫn đẹp lắm, tóc sẽ nhanh dài ra và mẹ sẽ sớm khỏe mạnh trở lại thôi ạ. Cảm ơn con, bác sĩ mới cắt cho mẹ sáng nay đấy, đẹp mà đúng không con? Bác sĩ bảo tóc mẹ sẽ rụng vì chuyển hóa chất, nhưng không sao cả, tóc rụng rồi sau đó sẽ mọc lại cả thôi. Bác sĩ bảo thế rồi. Vâng ạ. Con ở nhà một mình có sợ không? Nhớ ăn uống đầy đủ, đừng có bỏ bữa đấy nhé. Dạ, con không sao hết, con chỉ nhớ mẹ và lo cho mẹ thôi. Mẹ xin lỗi, giá mà mẹ không bị bệnh ung thư thì con đỡ khổ hơn. Mẹ đừng nói thế, con không thấy khổ, chỉ thấy thương mẹ thôi. Yên tâm, mẹ sẽ khỏe nhanh thôi, rồi về còn làm việc kiếm tiền, nuôi con gái mẹ ăn học thành tài nữa chứ. Vâng ạ, nhất định là thế rồi. Cháu chào các bác. Con chào mẹ. Mẹ hôm nay thế nào? Hà này, mẹ vừa được biết kết quả thi học kỳ của con. Vâng, cô giáo báo cho mẹ biết con đứng thứ 5 toàn khối, nên mẹ rất vui và tự hào. Đợt này, mẹ khỏe hơn rồi, có thể tự đi lại được. Con không phải vào thăm mẹ nhiều thế này đâu. Ngày nào cũng vào, thời gian đó để mà học hành. Không sao mà mẹ, con sẽ vẫn cố gắng học thật giỏi để mẹ vui lòng và yên tâm chữa bệnh. Mẹ đừng cấm con vào với mẹ nhé, con nhớ mẹ nhiều lắm. Cảm ơn con gái của mẹ. Mẹ. Ngày mai chị Linh được ra viện nhé. Hẹn chị 20 ngày nữa quay lại nhập viện theo phác đồ điều trị. Rất may là chị Linh khám sàng lọc và phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm nên điều trị rất thuận lợi. Nhưng chị vẫn phải giữ gìn, không nên chủ quan chị nhé. Cảm ơn bác sĩ. Khám tầm soát ung thư sớm để phát hiện bệnh sớm và điều trị tốt hơn.